tất cả chúng sanh đồng lực để lại vào ý lý này, tạo làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Tại thánh địa đã có đủ con này để lòng đại từ để như thứ sáu mà chúng không có sự ý lý cùng người như này của con. Cho nên những tội nạn đó cũng làm lành.
Quy y Địa Tạng Bồ Tát, con tên Phạm Thị Thu Hương, pháp danh Đồng Hoa, nay con nghe Đức Phật tuyên truyền thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể thiếu nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng, con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đấu trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ cho hết thải tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài. Hào làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ đại bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hãy thải muôn loại chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hãy thải muôn loại chúng sanh đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thải đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sinh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.